Ba của con có quốc tịch bảo lãnh cho gia đình người Anh nhưng mà ba con mất rồi. Dạ. Con cũng xin, con gửi đơn xin xét về nhân đạo đó mà dạ. 2 năm mấy rồi chưa có trả lời. Ok. Hồ sơ theo lịch B bản visa thì là tháng của anh con là tháng 4 ngày 17 năm 2009. Thì nó sắp tới rồi mà sao con chưa có được trả lời vậy, xin luật sư cho con được hỏi là luật sư có biết chừng nào không ạ? Tại vì cái hồ sơ nó chưa tới, tức là coi như là ba con lãnh cho anh con trên 21 tuổi có gia đình phải không? Đó, thành ra hiện tại là đang cứu xét chỉ mới tới năm 2008 thôi. Hồ sơ của mình là tới năm 2009. Thành ra coi như cái hồ sơ của mình là chưa có tới. Con thấy bản B là tới hạn là bản B là dành cho người ở Việt ở đây. 2009 rồi. Nhưng mà tại vì con coi cái đó là khi nào anh con đang ở trên nước Mỹ. Thành ra nhiều khi nó trên đó nó có hai cái bản. Một cái bản là dùng cho cái người là nếu mình đã đang có mặt ở trên nước Mỹ rồi thì những người đó thông thường mình đã biết cái cuộc sống của nước Mỹ và có nhiều khi là mình cũng đã có biết tiếng Anh, mình có cái điều kiện tới đây ít nhất, tức là coi như là những người đó là những người là hiện tại đang du lịch ở trên nước Mỹ hay là đang đi công tác trên nước Mỹ. Nhưng mà thông thường đa số những cái dạng này là những người nào đang đi du học ở nước Mỹ. Thành ra người ta thấy những người đó họ có biết tiếng rồi, họ có nghề nghiệp ở đây rồi, thành ra cái thời gian để họ phải hội nhập vào nước Mỹ nó dễ dàng hơn, nên cái lịch đó cho những người ở nước Mỹ thì nó sẽ nhanh hơn, tức là nó đi tới trước hơn, là tại vì họ không có mất cái thời gian để chờ đợi, để chuẩn bị, và người ta phỏng vấn ngay trên nước Mỹ nên không phải chờ cái hồ sơ để đi xuyên trở đi về bên Việt Nam rồi phải qua lãnh sự sắp hồ sơ, nên con sẽ thấy cái hồ sơ đó nó đi trước một chút, nó đi trước khoảng bao nhiêu tháng đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mình có thân nhân ở trên nước Mỹ thì mình sẽ nộp cái hồ sơ sớm hơn và mình sẽ đóng tiền nhiều hơn, tại vì ở ngay tại nước Mỹ thì để mình xin làm thẻ xanh và phỏng vấn tại nước Mỹ thì mình sẽ đóng cái số tiền nó cao hơn cái số tiền mình ở bên Việt Nam. Vâng. Dạ, vậy luật sư có biết không là con phải chờ đến bao giờ mới có câu trả lời của USCIS không? Bây giờ hiện tại mình cứu xét tới tháng 5 của năm 2008. Nhưng mà cái đầu tiên đó là khi con chọn mà để làm cái substitution cho cái chương trình của cái người cha mất đó, thì con phải biết chắc nhân cái người để thay thế ở đó. Thí dụ nó chỉ có một số người có thể thay thế cho cái diện cái người bảo lãnh mà mất đi, tức là thứ nhất là nếu người cha bảo lãnh thì cái người kế tiếp có thể thay thế là người mẹ, tại vì cũng giống như cái trường hợp đó thì cái người mẹ là cái ưu tiên nhất, là tại vì không lẽ là người cha bảo lãnh rồi người mẹ cũng bảo lãnh, nên thông thường nếu người cha mất đó thì người mẹ là cái người ưu tiên kế tiếp. Nếu cái người mẹ mất thì tất cả các anh chị em của cái người con, tức là coi như thì mặc dù anh chị em bảo lãnh thì nó sẽ lâu hơn, nhưng mà bây giờ mình có thể thế vô cái vị trí của cái người cha mất đi để cho mình xin được substitute, tức là mình xin được thay thế cho cái người đó. Tại vì thông thường người ta thấy rằng những người này ngay cả nếu có còn sống đi nữa đó thì đa số cái hồ sơ về pháp lý nó đã xong rồi, người ta đã chấp thuận rồi, bây giờ chỉ còn vấn đề bảo trợ tài chính thôi. Thì đa số những người đó cũng lớn tuổi rồi thì rất là cái số đông là bảo trợ tài chính cũng nhờ ở các con đứng ra thôi, thành ra người ta cho lý do tại sao người ta cho mình substitute là mình thế. Tuy nhiên mình phải nộp giấy tờ để cho người ta coi và người ta kiểm soát, rất là phải thật kỹ lưỡng, tức là để cho người ta thấy thứ nhất là cái ý nguyện của cái người cha là muốn cho các con được tới đây được đoàn tụ, và bây giờ chẳng may là ông mất rồi, cái kế tiếp là cái người con kế tiếp này để đứng ra thay thế đó,
có đủ khả năng về vấn đề tài chính để lo cho cái người sắp đi qua đây, để cũng sẽ không trở thành cái gánh nặng của nước Mỹ. Tại vì thay vì mình không có cái người đó tới đây, bây giờ có cái người tới để làm cho nước Mỹ bị khó khăn hơn, thì người ta cũng sẽ không cho mình đi. Do đó cái người mà đứng ra để thế đó là coi như vấn đề tài chính mình cũng phải có thật đầy đủ. Rồi cái thứ ba nữa, cái người ở Việt Nam, mặc dù người cha muốn cho cái người con và vợ, hay là muốn cho người con và chồng và các cháu đi qua đây, nhưng mà cái người đó có muốn đi qua đây hay không lại mà là một chuyện khác. Tại vì mình có thể mình cho nhưng mà người kia không có nhận. Thành ra người cha muốn người con đi, nhưng mà cái người kia cũng phải là cái người có muốn đi tới nước Mỹ. Như vậy thì mình coi những người này có muốn đi tới nước Mỹ, họ thể hiện bằng cách gì. Tức là họ có học tiếng Anh, họ có trau dồi những cái nghề nghiệp, họ có làm những cái gì đó. Thành ra chứ không phải là mình chỉ nói với họ là ba tôi mất rồi thì tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn cái hồ sơ tiếp tục đi. Họ không có cứu xét như vậy, họ cứu xét trên cái diện nhân đạo. Thành ra họ thấy cái tiêu chuẩn nào mà tốt nhất và cái mà mình xin. Tại vì cái xin cái tiêu chuẩn nhân đạo không phải là lúc nào họ cũng phải bắt buộc phải cho mình hết. Nhưng mà nếu mình cố gắng được càng đầy đủ chừng nào, càng tốt chừng nào, càng thuyết phục được cái người đọc cái thơ của mình xin đó thì càng tốt hơn. Do đó là họ không có một cái mẫu đơn hẳn để cho mình điền, nhưng mà họ có một số những cái cần thiết và một số những cái việc mà họ để đó tự của mình phải viết làm sao để cho người ta thấy rằng thật sự cái gia đình này họ rất là cần để đi được tới nơi. Là tại vì ông này chẳng may là cái chuyện nó không may là ông mất đi thôi, nhưng mà hoàn toàn là cái ý để được đoàn tụ gia đình là một cái ý nguyện của ổng và của cái người con. Thành ra những cái vấn đề như vậy quý vị phải đừng có một sớm một chiều viết cái thơ. Nhiều người bảo ngồi xuống nửa tiếng viết cái thư cho xong. Thật sự ngay cả đào làm luật sư viết một cái thư này, mình nói chuyện với cái người thân chủ xong, nhiều khi mình cứ phải suy nghĩ tới suy nghĩ lui 5 lần 7 lượt, rồi nói chuyện với người ở bên Việt Nam để coi mình thấy cái hoàn cảnh, rồi có những cái mình phải khuyên họ phải làm những cái công việc gì. Tại vì khi mình đi phỏng vấn mà người ta thấy bây giờ ba tôi mất rồi, hỏi vậy anh có còn muốn đi Mỹ không? Còn. Hỏi anh có chuẩn bị gì để đi Mỹ hay không? Không. Anh có biết tiếng Anh không? Không. Anh có nghề nghiệp gì không? Không. Cái gì cũng không hết. Thì như vậy người ta sẽ nghĩ rằng mình đi tới đây trở thành một cái gánh nặng. Rồi cái hỏi bên Mỹ ai bảo lãnh, nói bên Mỹ đó thì cái người thế là em gái tôi hay là em trai tôi. Nhưng mà ngược lại hỏi em gái em trai có đi làm không? Không. Tụi nó ăn welfare hết, rồi chỉ có cái người bạn đứng ra cô sai giùm thôi. Thành ra những cái trường hợp đó là mình biết là cái cơ hội để cho người ta cứu xét cái hồ sơ của mình thì nó không có được cao lắm. Là tại vì người ta sẽ thấy rằng mặc dù mình đáng thương nhưng mà mình không có cố gắng để vượt qua cái chuyện để người ta có thể giúp mình được. Chứ tức là nếu người ta đưa tay dắt cho mình đi thì mình phải có cái sức để đi, chứ còn người ta không có bế mình tới nước Mỹ, tức là người ta không có bắt buộc để lôi mình tới nước Mỹ, mà thật sự mình phải đi, mình phải bước đi. Thành ra nó không có công vậy bằng. Nhưng mà sao có biết con phải chờ thời gian bao lâu mới được trả lời không? Không, thường thường mình viết cái thư thì tới khi nào cái ngày mà đáo hạn nó tới đó thì người ta sẽ báo cho mình biết cái hồ sơ này bây giờ nếu mà có tiếp tục thì người ta sẽ báo cho mình biết những người nào sẽ được đi ở trong gia đình đó. Thành ra coi như mình cái quan trọng nhất là ăn thua ở cái thơ lúc mình viết cho họ và những cái giấy tờ mình đính kèm theo để cho họ thấy. Trong cái thời gian mà ba con bảo lãnh, con cũng nộp đơn bảo lãnh người anh này luôn. Rồi bây giờ người ta mới gửi cái giấy chấp thuận về cho con, vậy con có cần phải bổ túc nộp cái giấy này vô thêm không ạ? Không, tức là coi như hai cái hồ sơ đó là hai cái hồ sơ tách rời. Có nghĩa là nếu họ từ chối cái hồ sơ của cái người thay thế đó thì thành ra tùy theo cái hồ sơ cái người thay thế, nếu mình làm không có đầy đủ sẵn ở đây thì Đào giải thích để tại cái này mình cũng có những cái trường hợp này nó cũng xảy ra tương đối cũng nhiều và rất là thương tâm. Thành ra khi một người đã mất đi, đã đau buồn rồi, bây giờ lại thêm thành viên nữa trong gia đình không được tới. Thành ra nhớ là mình phải cố gắng
làm cho thật cái kỹ trên cái thơ của mình. Tại vì họ không cứu xét của mình liền, nhưng mà tới cái ngày cái hồ sơ đáo hạn họ mới nhìn tới, họ nhìn tới. Nhưng mà nếu họ thấy cái thơ này nó không có thuyết phục và họ cảm thấy cái gánh nặng xã hội nó còn đè nặng hơn nếu cái gia đình này tới nước Mỹ, thì như vậy mình sẽ cảm thấy rất là khó khăn. Và cũng có trong quá khứ cũng có một số những người được đi tới để phỏng vấn, nhưng mà tại vì cái khả năng của mình, người ta không có thấy cái sự cố gắng của mình để mình có dự định tới để mình sống trên nước Mỹ. Thành ra coi như họ chỉ cần hỏi một vài câu, anh dự định làm gì ở nước Mỹ, mình cũng không biết. Gia đình ở nước Mỹ ở đâu, ở tiểu bang nào mình cũng không biết. Họ vẫn có thể từ chối cái hồ sơ của mình, là tại vì cái ý định của mình để đi tới nước Mỹ không có thực hiện được qua những cái cuộc phỏng vấn. Thành ra những cái này nó sẽ làm cho cái phỏng vấn của mình nó tương đối, nó có tính cách tế nhị hơn một chút xíu. Thành ra mình phải rất là cẩn thận. Nhưng mà trong những trường hợp vậy, nếu mình có cái hồ sơ anh chị em bảo lãnh thì cái hồ sơ nó đi song song, nó chỉ có cách nhau khoảng một năm thôi. Thành ra những cái trường hợp như vậy đó thì mình vẫn giữ cái hồ sơ này, để nếu mà cái hồ sơ đi tới nó bị từ chối thì mình có thể đưa cái hồ sơ của anh chị em để mình bổ túc thêm vào. Thành ra nhớ là cái hồ sơ anh chị em là con cứ vẫn phải tiếp tục, tức là mình có hai cái hồ sơ đi song song với nhau. Vâng, xin, yeah. xin cảm ơn con. Dạ, yeah, ok, dạ yeah, con cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, yeah, yeah. cảm ơn em. Chúc luật sư sức khỏe. Dạ, yeah, cảm ơn em. Xin cảm ơn.